Ok, như vậy là chúng ta đã làm xong cái logic cho login và log out như thế này rồi. Thì chúng ta tiếp theo sẽ cho user là submit tutorial lên, tức là sẽ cho cộng đồng đăng cái tutorial của họ lên đó. Thì khi mà chúng ta nhấn vào cái nút submit này á, thì nó mặc dù là đã, ok mình sẽ login lại nha, mặc dù là đã login rồi nhưng mà khi nhấn submit thì nó vẫn hiện lên thì cái bảng login support này, thì chúng ta sẽ làm cái điều kiện để cho là nếu mà đã login rồi thì sẽ hiện cái pop-up là submit lên chứ không phải là cái pop-up login nữa. Thì chúng ta vào cái xem tất cả đi chỗ này. Ok, chúng ta muốn là sẽ có một cái nút thêm chỗ này cho nên là chúng ta sẽ tạo một cái pop-up submit tutorial để dùng chung cho hai screen là home screen và cái screen ở bên danh sách tutorial. Tuy nhiên là chúng ta sẽ vào cái phần index trước. Ở đây là mình sẽ tạo một cái pop-up trước. Mình sẽ quăng một cái pop vào đây. Ok. Thì mình sẽ qua bên pop-up. Mình sẽ qua bên cái pop-up sau login này, mình copy cái tag này, mình lại cái index. Mình chọn lộn rồi, mình chọn lại cái index và mình mở cái pop-up. Mình sẽ đặt là pop-up submit tutorial trước đây nè, sau đó mình pass cái tag vào sẽ là đăng tutorial mới. Mình sẽ center cái tag này. Ok, và mình có cái icon là close đi. Sẽ cần là close như vậy là 25 25. Đó. Thì trước mắt thì cứ test về trước đã. Thì mình sẽ sửa cái button là submit này nha. Tức là khi mà start edit workflow thì sẽ chia ra hai dòng flow. Như dòng đầu tiên á, là sẽ show cái login support này khi mà current user chưa login thôi, nhưng mà cái workflow thứ hai á, là sẽ show cái pop up là tutorial pop submit tutorial này, nhưng mà với cái điều kiện là current user e login. Thì mình sẽ vào đây và mình refresh lại để test thôi. Ok, thì khi mình nhấn vào nút này nó sẽ hiện là đăng tutorial mới nè, tại vì mình đã login rồi nhưng mà mình log out ra và mình đăng nhập lại thì nó sẽ hiện là cái pop-up đăng nhập rồi á, thì nhấn lại lần nữa thì nó sẽ ra cái pop-up tutorial mới. Như vậy là đúng với cái workflow mà chúng ta đã mong muốn. Thì mình sẽ nhắc lại cái chỗ workflow này nha. Ở đây chúng ta có thể chọn màu đi cho nó khác. Thì chúng ta có thể để edit điều kiện ở trong này only when ở ngoài cái workflow chính, xong đó chúng ta copy rồi chúng ta pass, hoặc là chúng ta tạo một cái workflow thôi nhưng mà ở trong đây chúng ta chia làm hai nhánh và hai cái step, và mỗi step thì sẽ có một cái điều kiện only when này nó khác nhau thì cũng được, cách nào cũng được thôi, cái này thì bạn chọn. Ở video lần sau chúng ta sẽ sửa cái pop-up đăng tutorial mới này và cho phép user đăng tutorial thôi.